Xin chào huấn luyện viên Đức ạ. Thì lát nữa thì một cặp đôi của chúng ta là Đình Hoàng, Đình Mạnh sẽ ra sân. Thì anh có đánh giá thế nào về đối thủ của Hoàng và Mạnh ạ? Đối thủ Philippines thì theo chúng tôi cũng nghiên cứu qua về đối thủ thì đối thủ cũng không quá mạnh, nhưng mà với chúng ta thì là hai vận động viên trẻ cũng lần đầu tiên tham dự SEA Games, chúng ta cũng không thể chủ quan được vì một số những cái kinh nghiệm vẫn chưa có, nên là chúng tôi vẫn rất tự tin vào trong trận đấu này. Vâng, thì anh có dự đoán gì về tỷ số của trận đấu của Đình Hoàng, Đình Mạnh không? Sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng mà chúng ta sẽ thắng với tỷ số 2-0. 2-0, vâng. Cảm ơn anh Đức và chúc anh Đức may mắn trong trận đấu tới nha. Trận này đánh thắng mấy xét rồi em? 2-0 chứ? Thắng nhất có thể. Thắng nhất có thể. Trận đấu nhất có thể anh ạ. Phải thắng nhá. Ok. Bắt tay cái. Trận này 2-0 à? Cố gắng. Cố gắng à? Dã mạnh.